Giỏi lắm á. Giỏi nhất là làm gì con? Ăn. Cái lần mà về mà chính thức về với bạn chính gái á, thì bị mắc cười thôi, bị ngại. Cái lần đầu tiên á, Hân về đi với Hướng Minh Đạt nè, Dĩ Dạ nè, Nhật Chung nè. Cô hỏi, ủa con, sao hỏi mẹ thấy con bé này kêu con một chú mà. Lúc đầu tiên nó cười. Cái kỳ đầu tiên nó xuống á, là nó chơi chung với con Hướng Minh Đạt á. Ba đứa, hai thằng đó với nó là đó. Chung. Nó còn nhỏ xí khi kêu bằng chú mà có thời gian. Ở trên Sài Gòn là trong người cũng còn nghèn luôn, hết tiền luôn á. Cũng không dám mở miệng xin mẹ, xin ba tiền để lên hết á. Tới giờ cái hồi thừa ba cũng lên, thừa mẹ cũng lên tới trên đó. Lấy cái cặp ra, tiền tới tờ giấy 50 ngàn để trong đó. Thấy 50 ngàn đó ngồi khóc hoài luôn á. Là mẹ âm thầm mẹ bỏ tiền vô trong cặp hồi nào không ai. Một cái giai đoạn anh Tuyên khó khăn, em cũng có biết sơ sơ là bởi vì lúc đó là Tuyên mới vừa mua cái căn hộ nãy mình ghé đó, là nó chưa hình thành nữa. Nó mới là xây cái móng thôi mà cố gắng đeo, mỗi một tháng đóng rất là nhiều tiền. Mà thời điểm đó thì kinh tế cũng rất là eo hẹp, xô chậu. Lúc đó Quách Ngọc Tuyên là cũng chưa có cái tên Quách Ngọc Tuyên đó chẳng là cái gì cả. Đúng rồi. Chỉ là may mắn bước ra cái khán giả nói thằng này diễn viên chứ được gọi là cái tên Quách Ngọc Tuyên nữa. Nhưng mà không hiểu động lực từ đâu. Và anh Lộc mất là 2010, bắt đầu em mua cái nhà đó là 2013, là em đúng nghĩa liều luôn á. Em mua căn nhà đó là em có 20 triệu. 20 triệu đó mà chưa được bỏ trong túi nữa là tiền đó, tiền phim đang thiếu. Em vừa mới xong cái phim kia, thiếu em 20 triệu, còn 20 triệu bên đó mà em dám đi mua cái nhà đó luôn. Ôi gan vậy. Rất là giỏi. Gan vậy mới có được cái tổ ấm giờ đúng không? Tại vì nó là em cũng được anh em xung quanh thương, là ở dưới quê cũng được dì, một người dì nói à con cứ mua đi, dì cho mượn chút đỉnh đó, coi như là lấy cái đó đặt cọc. Rồi ở trên kia thì được anh bốn, anh Linh đó, anh Linh nói tốt với em, mày mua đi anh hỗ trợ mình. À tốt. Anh Linh đó cho em mượn 150 triệu. Và rõ ràng mà nói là cái thái độ sống của anh Tuyên như thế nào thì tất cả mọi người mới hỗ trợ anh được nhiều như vậy. Cô, khi mà Tuyên khó khăn đó cô, có bao giờ gọi điện về than vãn với mẹ không? Không bao giờ, không có một lần. Từ dạo này nó mới dễ nói. Đến khi mà cô biết hết những cái khó khăn của anh Tuyên thì nhìn lại thì cô thấy con mình như thế nào? Cũng thương nhiều lắm chứ. Dạ. Nhớ hoài luôn. À, là cái đợt đó là ở trên Sài Gòn là trong người cũng còn nghèn luôn, hết tiền luôn á. Khoảng năm 2005, 2006 gì đó. Rồi cái chạy về nhà. Cái bữa đó về cũng không có tiền luôn. Cũng không dám mở miệng xin mẹ, xin ba tiền để lên hết á. Đi tới đi lùi hoài. Lặng rồi cái tới giờ cái hồi thừa ba cũng lên, thừa mẹ cũng lên tới trên đó, lấy cái cặp ra, tiền tới tờ giấy 50 ngàn để trong đó. Thấy 50 ngàn đó ngồi khóc hoài luôn á, là mẹ âm thầm mẹ bỏ tiền vô trong cặp hồi nào không ai. Tại vì nó hỏi từ hẹn lên, thừa ba lên, vẫn đi vòng lát giả thừa nữa ba lần nữa. Nãy giờ con thua mẹ mà xong chưa đi. Cô mới lén là cô bỏ đó là biết là nó không có xuất tiền rồi. Dạ. Giờ lên cho nó mới phát hiện được. Tại vì biết ba với mẹ cũng khổ, ba mẹ cũng không có tiền. Năm anh em tụi em quậy nhưng mà em với hai người anh trai là ba anh em có thỏa thuận với nhau, quậy cứ nào quậy chứ. Thứ nhất, cái điều tuyệt đối là không bao giờ được lấy tiền nhà. Ba anh em chưa bao giờ biết thò tay ăn cắp tiền. Dưới quê thường thường ai cái lấy tiền ba mẹ 500 ngàn, 1 ngàn đó. Ba anh em mà chưa bao giờ làm điều đó. Rồi chắc có lẽ là bây giờ dạ mình tách nhóm ra đi mình để mình nhóm. Em có rất là nhiều điều đó. Em muốn hỏi riêng Hân chứ. Đúng rồi, nãy giờ ngồi không à. Đó thôi bây giờ vậy đi ha. Rồi mình tách rồi. Cô bình thường dâu này về có hay phụ làm chuyện nhà không cô? Có. Làm giỏi không cô? Giỏi lắm á. Giỏi nhất là làm gì cô? Ăn. Nhưng mà cô nói giọng rất là tự hào luôn á. Giỏi ăn. Trời ơi, cô thương lắm mà. Bây giờ con có cái này con hỏi cô nè. Lúc mà anh Tuyên với lại Hân mình mà đến với nhau á, khi mà cô biết con dâu tương lai của mình nó còn nhỏ quá, cô có bị ngại không? Ngại, nhưng mà cô thương nó cũng như là sợ nó còn nhỏ quá, không biết giờ hai đứa nó làm sao. Rồi cô có nói với Tuyên, nói giờ con bé đó nó nhỏ quá, giờ sao con dạy, sao con nói nó nghe. Nó không sao đâu mẹ, Hân nó hiền, nó dễ thương lắm. Rồi bé Hân, mà hai người quen nhau là đâu có công khai đâu, đâu ai biết đâu đúng không? Không biết. Rồi em có suy nghĩ là ủa tại sao ảnh lại không để cho mọi người biết
lỡ mà ảnh có ý đồ xấu, ảnh tính lén phén ở bên ngoài nên ảnh không muốn cho ai biết không? Không, vậy nè, Tuyên là không phải là không cho mọi người biết, mà Tuyên là hồi dạng không nói. Ừ. Như người ta hỏi thì Tuyên chỉ cười thôi, không trả lời có hoặc không. Ừ. Nhưng mà ai cũng biết hết á, anh em bạn bè người nhà. Ừ. Ai biết thì biết, không biết thì thôi, chứ không có bao giờ nói là tôi đang quen vậy đó. Nhẹ hả? Nên là em không có lo lắng vậy. Rồi đến khi mà lần đầu tiên mình đi về ra mắt bên phía bên nhà chồng, mình gặp ba má chồng mình có bị sợ không? Không, em gặp ba má chồng em trước đó lâu rồi. Tại vì đi với mọi người về nhà chú Tiên chơi. Ừ. Là em đã biết ba mẹ trước đó rồi. Ừ. Chỉ có cái lần mà về mà chính thức về với bạn chính gái thức á, thì bị mắc cười thôi, bị ngại. Mắc cười hả? Cô là lúc anh Tuyên dắt bé Hưng về để mà chính thức ra mắt á, là anh có nói trước với cô không? Hay là không về rồi mới nói? Không luôn, về mới nói. Cô hết hồn không? Cái lần đầu tiên á, Hưng về đi với Hướng Minh Đạt nè, Dĩ Dạ nè, Dịch Chung nè. Cô hỏi, ủa con sao hỏi mẹ thấy con bé này kêu con một chú mà. Lúc đó Tiên nó cười. Cái kỳ đầu tiên nó xuống là nó chơi chung với con Hứa Mình Đạt á. Ba đứa, hai thằng đó với nó là đó. Đi chung. Nó còn nhỏ xí chi kêu bằng chú mà cái thời gian. Cái lúc mới quen em cũng kêu bằng chú mà. Vậy hả? Lâu lắm, lâu lắm sau này em mới đổi là kêu bằng anh. Ai là người kêu đổi? Không kêu, tự kêu à. Tự hả? Tự mắc cỡ, tự kêu. Con dâu này về nhà có khi nào làm cái gì mà cho mình phật lòng không con? Tại vì cô nghĩ thí dụ cô thương con là phải thương dâu, mà con dâu nó hy sinh cho mình đứa cháu nội. À thí dụ như bây giờ về đây cái gì thì Hân làm này, Hân làm kia thì là cô dạy. Ừ, chứ chưa bao giờ biết chủ động là mình phải làm cái đó để là cho mẹ coi mình là con dâu hay gì á. Dạ. Mà cô sống cũng thoải mái lắm. Dạ. Đó, thí dụ như thương mấy đứa gái nhà sao là thương nó vậy đó. Dạ. Cái gì sai cô cũng kêu cô nói. Thương lắm. Có cái vậy nè. Chưa. Có cái vậy như Tuyên với nó công nhận là cô có cháu nội nhưng mà tụi nó chưa có lễ cưới chính thức. Con cô hơi ngại chứ đó. Dạ. Con cũng tính hỏi về cái vấn đề đó nhưng mà nãy giờ con cũng còn đang rất là ngại. Đó. Tại vì cô nói thiệt. Dạ. Giờ cô cũng nói với chị Xui. Xui nó hơi kệ chị ơi, tại con mình chủ yếu là nó thương nhau, nó ở đời là cái điều quý. Dạ. Chứ bây giờ mà chị làm đám lớn mà con nó không thương sau này 1-2 năm nó gian dở. Cũng tội đó, thì chị Xui cũng nói vậy. Giờ mình đi ra một phần và sợ bên con đây nó buồn. Dạ. Giờ hai đứa nó cũng đồng lòng. Còn bé Hân, em có cái suy nghĩ về cái việc tại sao tới bây giờ mà mình vẫn chưa có một cái đám cưới chính thức không? Em với Tuyên thì cũng như mẹ nói là em với Tuyên có bàn trước là để cho ổn thỏa, như sửa được nhà xong đã có dư thì em mới làm đám cưới. Giờ thì để cho anh đi làm thoải mái, chứ mình đặt thêm vấn đề làm đám cưới nữa thì ổng lại áp lực thêm. Tại vì ông đã tự đặt áp lực cho ông là ông phải kiếm được tiền xây nhà cho ba mẹ. Ừ. Tuyên đi làm nhiều cũng để em thoải mái thôi. Bây giờ mình đặt thêm vấn đề làm đám cưới nó thì tội nghiệp ổng. Ừ. Con gái thì ai cũng thích nhưng mà nó là hơi từ từ. Để cho ông xây được nhà xong đã. Thật ra con thấy con bé này nó may mắn lắm nè. Rất là may mắn luôn á. Ở đâu mà có được bà mẹ chồng mà thương như vậy hả cô? Mà em về với mẹ em cũng thoải mái lắm. Đó thì em xin ăn, còn muốn làm gì rồi đi theo xin tiền mẹ. Ở nhà của mình á là nó thường xuyên mà tất cả các anh em tề tụ về ăn chung nhau không chú hả? Có mà hả? Chắc dịp thì... Ở em nó cứ về á. Nhưng mà thì sao? Ở quê anh không biết, nhà anh biết làm sao nha. Nhà em bất khi nào dọn cơm anh ăn vậy đó. Bới tô cứ mà cứ để ngượng tô bới ăn vậy đó. Nhà anh biết. Khi nào em về mới dọn ra ăn vậy nè. Cô nhìn thấy gia đình của Thiên gì nè cô? Cô còn có mong muốn gì ở hai vợ chồng trẻ này không cô? Chỉ mong nó có hạnh phúc thôi. Với làm ăn thôi, chứ không có cái lễ đâu. Hồi nãy cô nói với em cô còn một cái trăn trở, một cái chưa có niềm vui, nó chưa trọn vẹn lắm. Đó là chưa có tổ chức được một cái lễ cưới chính thức để mà cưới cô dâu em Hân về. Thì đó là cái điều mà cô còn buồn, cô còn hơi bị thiếu sót với lại con dâu của mình. Thì Tuyên có cái cảm nghĩ như thế nào về cái câu chuyện này của mẹ mình không? Anh cũng hiểu được phụ nữ á, cần thèm lắm một lần được mặc áo dài. Đó. Anh hiểu được cái cảm giác đó. Nhưng mà anh cũng có tâm sự với bé Hân rồi. Thật sự là cái đám cưới cũng chỉ là cái thủ tục thôi. Bây giờ giấy tờ hai chồng đã hợp pháp mọi thứ đâu. Dạ đúng. Gia đình hai bên, bạn bè, đồng nghiệp, khán giả biết hết rồi. Dạ. Bây giờ đúng là chỉ còn một cái thủ tục là đám cưới làm đó thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ là anh đang tập trung vô công việc. Cái sự nghiệp của mình cảm giác đang đi lên. Thì đang tập trung vô cái đó, cũng có nói bà xã là thông cảm giùm. Đừng có buồn anh nha, sau này trước thì sau này cưới, trước sau cũng sẽ cưới cái đó. Vậy thì với Hân bây giờ chị hỏi nè, từ ngày mà
hai vợ chồng đến với nhau cho tới bây giờ là có một người con rồi, thì có cái lần nào mà em làm một cái việc gì đó khiến cho ba mẹ chồng mình buồn lòng không? Chắc là tại em ba nha, ba nói với em nè, con giờ cũng có con rồi thì thôi tập tành nấu ăn cho mỗi ngày cho chồng con nó có bữa cơm ở nhà. Thì em nghĩ cái đó là điều ba trăn trở, là tại vì em không có giỏi chuyện bếp núc. Em đã làm được chưa? Thì bây giờ em cũng đang cố gắng mỗi ngày. Nhưng mà nữ công gia chánh, mai giá thiêu thùa việc nhà, nói chung là dâu đảm á, thì em làm được cái gì? Em chỉ không nấu cơm được thôi chứ mấy cái đó thì em biết làm. Nói gì được rồi. Vậy là quá tốt rồi, đúng không? Rồi, rất là hiểu bảo rồi, được rồi. Đó. Cái chánh nhất là... Không, anh nghĩ là... Về có mẹ lo hết. Khi em có con thì tự khắc em sẽ tự biết chăm sóc, mà thậm chí từ từ đứa nhỏ nghe, mình tự chăm sóc cho nó, rồi từ từ mình chăm sóc cho nó, tất cả các thành viên trong mình. Cái bản năng của người làm mẹ khi mà em có con là từ từ em sẽ làm được hết mọi việc. Bây giờ nè, vì những cái sự hậu đậu vụng về của mình mà ba mẹ lại rất là thương, và ba mẹ thật ra là không có câu nệ những cái chuyện đó, thì em có muốn nói cái gì với ba mẹ chồng hoặc là muốn nói cái gì với chồng mình trong cái hành trình vừa rồi hay không? Em chỉ biết cảm ơn ba với mẹ thôi. Vì con, ba mẹ đã thương con, lúc nào cũng quan tâm cho em mà. Em vụng lắm, em không biết làm gì đó. Em về cái gì em cũng hỏi mẹ, cái gì em cũng kêu ba. Nhưng mà lúc nào ba mẹ cũng thương yêu em. Cảm ơn ba mẹ. Tại sao mình có muốn nói gì với chồng mình không? Em chỉ hứa với anh là em bớt cứng đầu lại. Với ba với mẹ thì, nhưng mà với chồng em không biết sao, em lì dữ lắm. Có không anh Tuyên? Lì không? Lì ký vô đầu liền. Anh phải dạy đúng không? Cô vậy thì cô có thấy rằng là tính tới thời điểm mà ngày đầu tiên anh Tuyên dắt bé Hân về ra mắt một cách chính thức cho tới bây giờ, thì con dâu của cô có cái sự thay đổi như thế nào? Và cô có hài lòng hay không? Hài lòng chứ. Đó đúng ra là con dâu cô nó còn bé lắm. Dạ. Nó chưa đến nỗi mà nó phải làm những cái mà mình đòi hỏi luôn. Dạ. Rồi phải làm. Đúng rồi. Nó còn nhỏ quá. Từ từ. Nhưng mà cô vẫn nhận thấy cái sự thay đổi một cách rất là tích cực của Hân. Đến thời điểm bây giờ thì nói gì nói, anh em tụi con cũng cảm ơn ba mẹ. Cảm ơn ba mẹ đã tạo ra được anh em tụi con và dạy cho tụi con có được một cái ý thức như vậy. Mỗi người một cách dạy, mỗi người một cách giáo dục con cái khác nhau. Nhưng mà đến bây giờ, năm anh em tụi con vẫn tự tin là anh em, ba mẹ trong gia đình quay quần nhau, thương yêu nhau, không có sự anh ganh đua hay là hơn thua gì hết. Đó là con quý cái đó. Cảm ơn bà xã đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, gần như là cả tuổi thanh xuân của bé Hân là hy sinh cho em rồi, là đã đi với em suốt và bây giờ đã chấp nhận sanh cho em một đứa con nữa. Cái chuyện mà sanh bé Bảo Ngư là bé Hân cũng là người chủ động nấu trước. Bé Hân cảm nhận được là em lớn tuổi rồi, tức là bé Hân thấy em mê nít quá. Bé Hân mới đưa lên kế hoạch là thôi, hay là để vợ sanh em bé cho chồng. Đó là mọi chuyện lúc đó là bắt đầu hai đứa vô kế hoạch sanh em bé. Cảm ơn anh Quốc Thuận, một người anh thân mật hơn nữa là em hay gọi là anh Mr. Bean. Đó, cảm ơn Ngọc Lan, cảm ơn chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà đã xuống đây gõ cửa thăm nhà Tuyên, cũng như là biết sơ, biết thêm một chút gì nữa về gia đình Tuyên, về ba mẹ, về anh em như thế nào. Dạ. Cảm ơn cô chú thật, chúc cô chú rất là nhiều sức khỏe, chúc hai vợ chồng luôn luôn hạnh phúc và Tuyên luôn luôn thành công với những dự án sắp tới của em nha. Dạ.